Đây là ba cái thùng xốp mà trường đang nuôi ốc trong đó. Thì hôm trước trường cũng có chia sẻ về cách nuôi ốc trong thùng xốp từ A tới Z. Thì cái phương án mà để chống ốc bò ra ngoài thì trường đã dùng cái phương án là bỏ lông não trên thành thùng xốp để cho ốc khỏi bò ra ngoài. Đối với việc đó thì nó rất hiệu quả, nhưng nó lại đem lại cái tốn kém về kinh phí. Hôm nay trường sẵn tiện chia sẻ cho cả nhà mình cách mà giữ ốc không bò ra ngoài được trong thùng xốp, là bằng cách là mình dùng cái lưới sắt này. Mình dùng cái lưới sắt này mình đặt lên trên. Thứ nhất là nó không có bò ra ngoài được, cái thứ hai là cái kinh phí nó cũng là không có mắc như là lông não. Lông não thì mình để lâu ngày nó sẽ bay hơi. Còn với cách mà mình giữ ốc không bò ra ngoài được bằng cái phương pháp mà dùng lưới trắng này thì nó rất hiệu quả nha cả nhà. Nếu mà cả nhà thấy hợp lý, mình nên dùng cái phương pháp mà chống ốc bò ra ngoài này là nó hiệu quả hơn, nó đỡ tốn kinh phí hơn. Đối với việc lưới này thì mình mua mình cắt một lần mình xài vĩnh viễn. Rồi sẵn tiện đây thì trường cũng chia sẻ về cái cách bố trí cái thùng xốp nha cả nhà. Có thể là chúng ta bị nhầm lẫn là vấn đề mình không có cách mặt đất, mình phải cách cái nền lên nha cả nhà nha. Mình phải kê gạch nè, cách cái mặt đất lên. Thùng xốp phải cách nền nha cả nhà. Lý do làm sao? Lý do là để cho cái lượng nước thoát ở trong cái thùng này nó thoát tốt nhất, nó thoát tốt nhất có thể nha cả nhà. Nó không có bị ẩm đọng nước ở trong thùng xốp. Thì cách mà mình sử dụng là mình kê gạch lên để cho cái không khí ở trong cái thùng nó được thoáng, nước nó sẽ rút xuống nhanh hơn có thể. Khi mà chúng ta để sát mặt đất á, thì cái lượng nước nó thoát rất là chậm, nó sẽ bị ẩm, bị ướt ở trong cái thùng của mình và ướt trong cái khu vực mình nuôi trong cái đất á, nên không có tốt cho ốc. Nên việc lưu ý cả nhà là lưu ý là cho mình là khi mình bố trí chuồng thì mình cần phải cách mặt đất giùm cho trường nha, để là nuôi trong thùng xốp này hiệu quả nhất. Rồi hôm nay á, thì trường chia sẻ là về cái vấn đề là đất và cách xử lý phân ốc trong thùng xốp, đất và cách xử lý phân trong thùng xốp. Còn vấn đề về tưới nước thì cũng có một số anh chị em hỏi là tưới nước giếng hay là nước mương, nước giếng hay nước mương có được hay không, sợ là bị nhiễm phèn nhiễm gì đó. Thì đối với mình thì cái phương pháp mà tưới nước trong cái thùng xốp này hay là tưới nước trong chuồng thì nước nào mình tưới cũng được nha cả nhà, không nhất thiết là nước máy hay là nước giếng hay là nước mương. Mà nếu nước mương mà có bị xử lý thuốc thì mình tưới vô nó nguy hiểm. Còn nước mương mà sạch sẽ, nước sông sạch sẽ thì mình vẫn tưới bình thường nha cả nhà. Đối với việc xử lý bằng nước, hôm nay trường sẽ lấy thị phạm một cái thùng nuôi ốc trong thùng xốp cho cả nhà mình xem. Thì ba cái thùng này là trường đang nuôi là ốc, đây là ốc thương phẩm, là trường đang nuôi ốc thương phẩm đây. Là ốc thương phẩm, đây là ốc sinh sản. Đây là ốc sinh sản. Đây cũng vậy, đây cũng là thùng ốc sinh sản. Thì bây giờ mình sẽ mở cái thùng ốc thương phẩm ra cho cả nhà mình tham khảo ha. Thì thường là mình giữ ốc chống bò ra ngoài là bằng phương pháp này, thì mình thấy là nuôi một thời gian mình thấy nó rất hiệu quả. Đây mình sẽ lấy hết mấy cái cục đá này dằn xuống hết rồi mình sẽ bỏ ra cho cả nhà mình xem là ốc thương phẩm. Đây ốc thương phẩm là cả nhà. Thì đối với việc mình cho ăn thì cũng giống như cái loại ốc kia, các loại ốc sinh sản hay ốc con, thì mình cho ăn cũng là lá mít lá đu đủ, lá mít lá đu đủ. Còn trong thùng xốp này thì mình hạn chế bỏ lá sa kê, bởi vì lá sa kê nó rất là lâu mục, rất là lâu mục nên mình không bỏ nha cả nhà. Mình lưu ý giùm cái, lưu ý giùm trường nè, chỉ bỏ trong thùng xốp chỉ bỏ lá mít và lá đu đủ khô, không bỏ lá sa kê nha. Lá sa kê mình chỉ sử dụng cho ở ngoài bán tự nhiên thôi, bởi khi không khí của nó loãng, nó rộng lớn nó sẽ hôi mục, còn trong đây nó rất là lâu hôi mục nên ốc nó sẽ lâu ăn. Đây là ốc thương phẩm. Đây cả nhà thấy ốc thương phẩm nữa. Đây là ốc thương phẩm nha. Đây trong thùng này thì mình đang nuôi là ốc thương phẩm. Đây nó đang ăn nè cả nhà, để mình bắt lên cho cả nhà xem nó đang ăn nha. Đây cả nhà mình thấy không, đang ăn nè.
đây. Sai ốc thương phẩm và sai ốc bố mẹ thì hôm trước trường cũng đã chia sẻ một cái video. Nếu cả nhà coi cái sai nào mà đúng là thương phẩm thì cả nhà mình xuất bán là đạt cái giá thương phẩm nha cả nhà nha. Đây là ốc thương phẩm nè. Đó, nó to vậy đó. Nó vẫn ăn bình thường nha cả nhà, vẫn ăn, vẫn lớn, vẫn đẻ bình thường. Nếu mà nuôi đúng kỹ thuật như mình đã chia sẻ, đây là ốc thương phẩm. Đây, tối quá cho cả nhà mình không thấy nó đang ăn nè. Mình cầm cái lá lên luôn nè. Đây. Nó đang ăn lá mít nha cả nhà, đang lá mít khô nè. Thì đối với việc mình tưới nước trong thùng xốp thì tầm khoảng một ngày mình tưới một lần cũng được, hay là hai ngày mình tưới một lần cũng được, miễn sao mà cho cái lượng lá trong đây nó luôn luôn nó mềm, luôn luôn nó mềm, nó ướt là ốc sẽ ăn bình thường. Rồi đây là cái thùng mình đã chia sẻ, là đây là cái thùng ốc thương phẩm. Thì bây giờ trường sẽ lấy một cái chuồng ốc sinh sản ra để trường thị phạm để phân tích về cái vấn đề là đất sét và đất thịt. Để phân tích cái đất sét và đất thịt nó khác nhau ở chỗ nào thì để cả nhà mình tham khảo ha. Thì mình sẽ phân tích về cái đất để mình nuôi ốc. Thì chỗ này tối quá mình sẽ dời ra ngoài sáng để cho cả nhà mình dễ hình dung ha. Rồi đây là cái thùng mà mình nuôi là ốc sinh sản nha cả nhà. Ốc sinh sản nha cả nhà. Thì để mình bắt một con ốc sinh sản lên cho cả nhà mình xem là ốc bố mẹ, ốc sinh sản là nó như thế nào ha. Đây là ốc sinh sản ha, ốc bố mẹ đó, ốc nó đang đẻ nha cả nhà, ốc này là ốc sinh sản. Thì bây giờ mình sẽ dỡ hết tất cả các lớp lá lên để mình nói về vấn đề là đất, đất thịt và đất sét. Thì cũng có nhiều anh chú cũng hỏi là ủa sao nuôi trong thùng xốp một thời gian mà không thấy ốc nó đẻ, lý do vì sao? Thì cái nguyên nhân mà nuôi ốc trong thùng xốp nó có cũng có nhiều nguyên nhân là lý do sao ốc không đẻ. Có thể vấn đề thức ăn, mà nếu vấn đề thức ăn đạt rồi thì vấn đề về đất và vấn đề về cách chăm sóc. Thì cách thứ nhất á, là cái đất của mình, là nếu mà đất gặp mà mình nuôi mà mình lấy đất sét vô mình nuôi là chắc chắn là ốc sẽ không đẻ nha cả nhà. Thì lý do vì sao là đất sét là ốc không đẻ, thì bởi vì đất sét á là đất nó kết dính, khi mà chúng ta tưới nước xuống á, thì nó dính rất là chặt, nó dính rất là chặt, nên mà khi con ốc mà nó muốn bò xuống nó đẻ là nó rất là khó khăn, nó rất là khó khăn để mà lẫn trốn xuống, lẫn xuống dưới đất nó đẻ. Nên chúng ta có thể bị nhầm lẫn về vấn đề là cách nuôi ốc trong thùng xốp là vì sao là lại không đẻ là như vậy. Sẵn tiện đây mình có chuẩn bị một cái loại đất sét để mình phân tích luôn cho cả nhà xem ha. Đây là cái hộp đất sét mà trường đã lấy ra để chuẩn bị cho cả nhà hình dung nè. Đây thì mới đầu mình nhìn thì cũng rất là giống đất thịt nha cả nhà. Đây cả nhà mình nhìn thấy không, nó cũng không khác gì đất thịt hết, nhưng mà khi mà mình đổ nước vô thì cái độ bám dính nó rất là cao, nó có chất keo, nó có chất keo trong đất nên nó rất là cao. Nên khi mà con ốc nó muốn đào xuống, nó muốn đào xuống mà nó đẻ thì nó rất khó khăn. Đây nè, chúng ta hình dung nè, đất sét là chúng ta gỡ một cái là nó ra từng mảng đây nè. Bởi vì cái lượt sét, cái sét ở trong này là nó rất là nhiều, nó không có cát nên đâm ra là cái con ốc nó đào xuống nó rất là khó khăn. Nó không phải là đất thịt luôn là cát nhiều hơn sét, còn đất sét là sét nhiều hơn cát nha cả nhà. Cả nhà mình lưu ý, có thể chúng ta lấy đất giường vô chúng ta nuôi, rồi chúng ta cứ tưới nước mà tưới hoài, chăm sóc cũng đúng như vậy, cho ăn cũng đúng như vậy mà sao là ốc không đẻ, là lý do là do mình sử dụng đất sét. Thì chúng ta khi mà chúng ta biết đất sét hay đất thịt thì chúng ta bóp nè, bóp một cái nè là nó sẽ dính từng cục như vậy là đất sét nha cả nhà. Nên ốc không có đẻ được trên cái lớp đất này, cả nhà mình lưu ý. Thì đất sét là cái loại đất nó dẻo, nó không có tươi xốp, nó không có rời giống như là đất thịt đó. Nên cả nhà mình lưu ý là khi mà mình nuôi á, là tránh bỏ cái đất thịt, bỏ đất sét nha cả nhà, mình bỏ đất thịt thôi, bởi vì đất sét là ốc không có nuôi được. Đây mình sẽ thị phạm cho cả nhà mình hình dung được cái đất sét với đất thịt như thế nào.
Khi mà tưới nước vô thì nó dẻo, còn mà khi khô thì nó rất là cứng, nó rất là cứng, nên cái lớp đất này nó rất là khó chịu, ốc không có đẻ được dưới cái lớp đất này. Rồi mình sẽ quay lại cái chuồng ốc của mình, mình sẽ lấy cái lớp đất này ra cho cả nhà mình xem lý do làm sao mà ốc trong chuồng của mình nó đẻ luôn. Đây mình dẹt qua một bên đó ha, ốc đang ăn nè ha. Khi mà mình tưới nước vô thì nó vẫn ăn bình thường thôi, nó ăn rất là ok. Đây cái lớp đất này là ốc nó lẫn trốn dưới đó nè, nó rất là dễ xuống, nó rất là dễ đào xuống, bởi vì nó rời, nó không có dẻo như là đất sét. Nên cả nhà mình lưu ý là khi mà mình nuôi là đất cũng là một cái quan trọng mà để cho ốc mà nó phát triển, nó sinh sản. Nên cả nhà mình lưu ý giùm cho Trường nha, là đất thịt và đất sét. Đây để mình lấy lên một nó ở lẫn trốn dưới đây nó đẻ nè. Nó lẫn trốn dưới đây nó đẻ rất nhiều nè. Khi mà nó lẫn dưới cát dưới đất gì là mình biết là nó đang đẻ nha cả nhà nha. Còn khi nào mà nó ăn thì nó sẽ lên mặt lá này nó ăn. Đây nè cả nhà, thì bây giờ mình sẽ quay thị phạm luôn nè, trứng của nó luôn, trứng của ốc luôn nè, nó đẻ luôn nè. Để mình quay sát vô cho cả nhà mình xem trứng ha. Nhà mình thấy không? Trên đầu ngón tay này, trứng ốc, trứng ốc đang đẻ nha cả nhà nha. Đó, mình nuôi trong thùng xốp thì vẫn đẻ bình thường nha cả nhà. Để mình lấy lên hết và mình lấy một cái góc, góc của cái thùng này thôi, để cho cả nhà mình hình dung được là đất. Này trứng nó quá trời luôn đây, trứng nó quá trời luôn, sợ bể không cả nhà mình thấy không? Trứng ốc nó vẫn đẻ bình thường. Rồi đây mình hốt lên một nắm đất nè, đây nè cả nhà thấy có trứng trong đất luôn, thấy chưa? Trứng nó đẻ luôn, ốc nó đẻ trứng trong đất luôn nè. Đó thì cái trên tay của Trường là đất thịt nha cả nhà. Cả nhà hình dung thấy không? Đất thịt nó khác đất sét là chỗ nào, khi mà mình cầm lên thì nó rã ra, nó rã ra đây nè, nó đẻ quá trời luôn nè, đẻ 2-3 trứng dưới đây luôn, nó rã ra nha cả nhà nha. Nên mà khi ốc mà nó lẫn xuống mà nó đẻ thì nó dễ dàng hơn, nó dễ dàng hơn nha cả nhà nha. Thì cái lượng cát ở trong đất thịt này thì nó nhiều hơn là sét, nên được gọi là đất thịt, nó tơi xốp. Nè bây giờ mình bóp lại, bóp lại nó cũng rã ra nè, thấy không? Nó không có dính, nó không có dính như đất thịt, không như dính như đất sét. Rồi bóp sợ nó bể trứng quá. Đây nó thì nó rất là tơi xốp. À, thì cũng có một cậu ở dưới An Giang thì cũng chia sẻ sẵn liền đây, chia sẻ và cũng chia sẻ cho cháu ở dưới An Giang luôn. Cậu bé đó cũng lên núi bà cũng bắt được mấy con ốc về nuôi, thì cậu chụp hình lại cái thùng xốp của cậu là của cậu bé đó, là mình thấy là đang nuôi trong thùng xốp. Thì đối với việc mà nuôi trong thùng xốp thì cậu cũng đã coi là Trường chia sẻ rất nhiều rồi, nhưng mà lưu ý là cậu lấy cái đất sét cậu bỏ vô cái thùng xốp nuôi và chụp hình cho Trường xem. Thì chụp hình cho Trường xem rồi Trường mới thấy là đất đó không phải là đất thịt, đất đó là đất sét. Khi mà tưới vô thì nó đóng dũng, nó đóng nước, nó không có rút nước, nên ốc nó không có ở được. Và nuôi một thời gian thì cảm thấy ốc nó bị chết đi. Thì sẵn tiện đây thì chia sẻ cho cháu ở An Giang luôn là cách mà mình nuôi ốc trong thùng xốp thì phải dùng cái đất thịt nha, phải dùng cái đất thịt nha, chứ còn dùng đất sét là không được nha. Lưu ý với cháu ở dưới An Giang và cả nhà mình
là khi mà muốn nuôi ốc trong thùng xốp mà để đẹp thì mình nên sử dụng đất thịt. Rồi, thứ nhất là đất mình đã phân tích về cái cách nuôi trong thùng xốp rồi. Thì cái vấn đề thứ hai mà hôm nay Trường chia sẻ đó là vấn đề về xử lý phân ốc trong thùng xốp. Thì mình cũng đã chuẩn bị có một đội, đó là gọi là đội vệ sinh. Thì đội vệ sinh thì không xa lạ gì với chúng ta hết. Đây mình đã chuẩn bị sẵn đây. Đây cả nhà thấy ha. Đây chính là đội vệ sinh dọn dẹp phân ốc trong thùng xốp. Ở ngoài tự nhiên, bán tự nhiên thì trong đất nó sẽ có sẵn rồi, nên mình không cần mình phải bỏ vô. Còn đối với mình nuôi trong thùng xốp á, thì mình cũng phải bỏ vô nha cả nhà. Bỏ mấy anh này vô nha. Mấy anh này là chuyên dọn dẹp vệ sinh rất tuyệt vời. Đây cả nhà, mình không có cần phải sử dụng cái phân vi sinh hay là thuốc gì để khử mùi, khử hôi gì hết á. Chỉ cần bỏ mấy anh này vô thôi, dùng đất. Rồi bỏ mấy anh dùng đất vô đây là mấy anh đó sẽ tự đi dọn vệ sinh cho cái thùng ốc của mình nha cả nhà nha. Dọn vệ sinh cho thùng ốc của mình là bằng phương pháp là dùng đất đây. Mấy anh này chuyên là ăn phân thôi, chuyên ăn cái phân hôi mục phân đồ thôi. Nên cả nhà mình cứ dùng con dung đất là để xử lý phân ốc là ok nhất, ít tốn kém mà hiệu quả rất cao. Trường đã xử lý cái vấn đề này rất là lâu rồi nên cả nhà mình cứ yên tâm. Nếu mà không đúng sự thật thì cứ comment bên dưới là Trường chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bởi vì dung là nó chỉ ăn phân thôi, nên cả nhà mình cứ sử dụng cái anh dung này là hiệu quả. Rồi bây giờ cả nhà mình để mình chia sẻ thêm là mình dỡ lên mình để coi thử nó trong cái thùng này là ốc có cái đẻ nhiều hay không hả cả nhà ha. Bởi vì mình nuôi cái ốc sinh sản này thì khi mà một tháng rưỡi đổ lại là mình sẽ gom cái trứng một lần. Cả nhà mình lưu ý. Tại khi mà mình nuôi ốc trong thùng xốp thì nó đẻ xong thì chúng ta phải gom trứng nha cả nhà. Khi mà ốc bố mẹ mà chúng ta mà đem về nuôi tầm khoảng 1 tháng rưỡi tới 2 tháng rồi chúng ta phải lấy trứng ra ấp nha cả nhà nha. Bởi vì khi mà mình để trong thùng xốp này á thì nó có những cái lỗ lớn nè, những cái lỗ thoát nè nó lớn á, mà khi mà ốc nó nở trong thùng xốp này ra nó sẽ bò đi ra hết tùm lum, nên chúng ta không kiểm soát được ốc con. Nên bắt buộc chúng ta nuôi trong thùng xốp này thì chúng ta phải tầm khoảng 1 tháng rưỡi tới 2 tháng là chúng ta phải lấy cái trứng ốc lên và đưa vào lò ấp, đưa vào cái thùng ấp là mình ấp để mình có một cái lượt ốc con để mình nuôi riêng nha cả nhà nha. Không nuôi ốc con, không nuôi chung với ốc sinh sản được trong thùng xốp nha cả nhà nha. Ở ngoài tự nhiên thì nuôi thả bình thường, tức là ốc nó trong cái phạm vi đó mình đã khống chế rồi. Còn trong đây thì mình nuôi thùng xốp thì buộc là mình phải có những cái lỗ thoát khí, lỗ thông khí này. Khi mà ốc con mà nó lớn lên á là nó sẽ bò ra mấy cái lỗ này hết, mình không có kiểm soát được nên cả nhà mình phải bắt ra. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra mình lấy trứng cho cả nhà mình xem ha. Lưu ý một điều nữa cả nhà ha, thì khi mà chúng ta nuôi á, chúng ta gặp những đối tượng này thì chúng ta phải tiêu diệt nha cả nhà nha. Những nóc con mà dài dài đây nè, đây là những con ốc lá, nó rất là phá thức ăn của ốc nha. Thì có ba đối tượng mà mình không có nên nuôi trong chuồng hay là trong thùng xốp. Cái thứ nhất là ốc lá tròn. Ốc lá tròn thì cả nhà mình đều biết rồi ha. Còn anh là ốc lá dài thì mình phải bắt bỏ tiêu diệt. Và đối tượng thứ ba là đối tượng là con bà chằn á. Con bà chằn nha cả nhà. Thì hôm sau mình sẽ chia sẻ trong cái video sau về cách xử lý ba cái đối tượng này như thế nào. Thì để hôm sau mình sẽ chia sẻ. Bây giờ mình tập trung vào cái vấn đề về đất thôi, đất với lại trứng ốc thôi.
Thì chúng ta khi mà chúng ta nuôi tầm khoảng 1.5 tháng tới 2 tháng thì chúng ta cứ một là chúng ta phải bắt ốc ra hết. Chúng ta bắt ốc ra hết luôn nha cả nhà. Một là chúng ta bắt ốc ra hết luôn để chúng ta lấy trứng ốc. Đây trứng nè. Đây trứng ốc rồi cả nhà nha. Đây trứng ốc thì ốc nó đang để trong thùng luôn đó, thì chúng ta bắt ốc ra hoài hết đi và chúng ta lấy trứng ra ngoài, chúng ta ấp riêng, không để cho nó nở trong thùng nha cả nhà nha. Nói chung là trứng trong thùng này thì rất là nhiều rồi. Thì đó, thì hôm nay Trường chia sẻ về vấn đề là đất và cách xử lý phân trong thùng xốp. Và sẵn tiện thì chia sẻ thêm cái phần mà lấy trứng ra ngoài ấp trong thùng xốp luôn nha cả nhà nha. Nên cả nhà lưu ý giùm Trường. Rồi hôm nay là Trường xin mạn phép chia sẻ hai vấn đề chính là đất nuôi và cách xử lý phân. Thì nếu mà cả nhà mình thấy video này hay và ý nghĩa thì cũng xin cho Trường một like và đăng ký kênh ủng hộ. Và nhớ theo dõi các video sau mà Trường chia sẻ thêm cho cả nhà nha. Trường sẽ chia sẻ hết những kinh nghiệm mà mình nuôi ốc bấy lâu nay cho cả nhà mình tham khảo để mà chúng ta có được cái thành công trong tương lai là nuôi ốc thuốc hiệu quả. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.